như hôm qua. Cái cá mấy ông kia biết là cá gì không? Cá mấy ông bắt nhé. Mấy cá mà trên đập á hả? Hả? Cá gì á, nãy giờ dài quên rồi. Quên Phải cá tên rồi. chấm nhỉ? Bự như này, dài dài. Anh muốn bắt cá đâu kiến đó, bự bự mà. Mà hang sâu á, em nghĩ tay anh thọc được á. Hả? Ở Tay đâu? anh không thọc nấu thì chân anh thọc thuốc vô luôn. Để coi nó sâu đến cỡ nào. Mà con đấy nó có khó như con cá chê không? Không, con cá đầu kiến nó không có kiểu mà nó không cắn mà nó không có kiểu mà tấn công gì luôn, nó chỉ đứng vào mình bắt thôi à. Kiểu nó chạy chạy vòng vòng nó ăn, nó mà cái tay mình cái hàng bự quá mà mình thọc cái tay vô để bắt nó biết nó chạy á, còn nó không mà thịt nó ngon ngon hơn con này luôn á, Được. nhiều thịt lắm, nó cũng ăn không sao mà đừng ăn trứng, nó trứng kiểu mấy cái trứng mà nó đẻ á.